Và sau khi mà các bạn đã hoàn thành xong chương trình cao đẳng nâng cao tại trường OSAC thì có nhiều bạn muốn học lên cao nữa. Không biết chị Nhi Sa có thể tư vấn để cho các bạn được rõ hơn về vấn đề này ạ? Sau khi mà hoàn thành xong cái chương trình cao đẳng nâng cao tại trường OSAC thì các bạn có thể chuyển tiếp lên năm 3 đại học tại các trường ở Singapore hay là ở Anh Quốc hoặc là ở Úc. Và các trường mà đại học ở Anh Quốc chấp nhận sinh viên sau khi hoàn tất cái chương trình BTS vào thẳng chương trình chuyển tiếp cử nhân năm 3 của Anh Quốc, như là các bạn có thể là chọn trường như là University of Sunderland hoặc là Nottingham Trent University. Và danh sách các trường này thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaidương.edu.vn hay là tddvn.com. Và nhiều bạn thì muốn tìm hiểu kỹ hơn về các trường đại học liên kết như là trường University of Sunderland, Nottingham Trent University, thì chị Nhi Sa có thể giới thiệu đôi chút về các trường này ạ? Trường Đại học Sunderland thì được thành lập năm 1901 tại Anh và là một trong những trường đại học hiện đại và năng động, đa dạng về các khóa học cũng như là các ngành học và với chất lượng giảng dạy cao. Và các bạn là sinh viên quốc tế đến với trường thì sẽ luôn được sự giúp đỡ, quan tâm của trường cùng với các quyền lợi sử dụng đầy đủ các cơ sở vật chất dành cho sinh viên ở đây. Và trường được đánh giá cao với chất lượng giảng dạy và đặc biệt đó là cái môn quản trị kinh doanh hay là lịch sử hay là các môn xã hội. Và trường có khoảng là 16.600 học sinh, trong đó thì có 55% học sinh là nữ và 450 nhân viên. Trường thứ hai đó là trường Nottingham Trent University, là một trong những trường đại học lớn nhất tại Anh và đứng thứ ba tại Vương quốc Anh với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp mà có việc làm nằm trong top 10 các trường đào tạo về các ngành như là kinh doanh hay là quản trị dự án hay là xây dựng, kiến trúc hay là công nghệ thông tin. Và trường đào tạo hơn 50 ngành với trên 100 chuyên ngành ở các bậc đại học, cao đẳng hay là sau đại học. Chương trình thì trang bị cho sinh viên những cái kỹ năng cần thiết và thực tế và có tính ứng dụng cao trong nghề nghiệp cũng như là công việc trong tương lai. Vì vậy, sinh viên tốt nghiệp thì sẽ có nhiều cơ hội tìm được những cái việc làm tại các tập đoàn lớn và có uy tín tại nước Anh cũng như là các nước khác trên thế giới. Và trường thì nằm trong top là 15 tại Anh với các chuyên ngành như là cơ khí hay là truyền thông, nghệ thuật và thiết kế hay là công nghệ sinh học, chính sách và quản lý xã hội v.v. Để được tư vấn chi tiết hơn thì các bạn có thể liên hệ đến các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương theo số hotline đó là 0838484879 hoặc là 0838382080 để được các chuyên viên tư vấn Singapore của Tân Đại Dương có thể là hỗ trợ tư vấn miễn phí cho các bạn.